Hôm nay mình sẽ làm một cái video về bón cái phân cho cây hoa giấy sáp pháo nha. Cái cây hoa giấy trên ban công chung cư mình đang rất nhiều hoa. Đó. Hôm nay thì ở nhà chống dịch, không ra ngoài đường thì mình bóc một ít lạc để dã muối lạc để ăn cơm. Không không đi chợ được thì mình có thừa những cái vỏ này, những cái vỏ lạc này. Thế bây giờ mình sẽ làm để mình cho cái vỏ lạc này mình bón cho cái gốc hoa giấy này. Đấy. Trước cái gốc hoa giấy này rất là đầy. Thế nhưng mà đất bên nó lún xuống, đất nhiều, bây giờ mình sẽ bỏ cái đá này ra. Xong mình cho cái vỏ lạc vào, xong mình lại để lên. Đấy. Cái vỏ lạc này nó cũng là một cái để làm tơi xốp đất nhá. Bón chậu cây rất là tốt luôn. Đấy, nên hơi ngược sáng cho nên là các bạn xem nó không được được nét căng cho lắm. Đấy, cái hoa giấy sắc pháo đang lên đẹp. Đấy, mình nuôi cho nó bò lên trên này. Đẹp muốt luôn các bạn. Thế bây giờ cái vỏ lạc này trước khi mà mình cho vào thì mình sẽ tiến hành dẫm nhé. Dẫm cho nó đẹp hết ra các bạn. Dẫm cho nó phủ hết ra. Dẫm cho nó đẹp hết xuống. Chúng ta có thể dùng vỏ lạc này, trấu này, hoặc là vỏ đỗ này. Đều được, đều rất là tốt cho chậu cây vì nó làm xốp đất mà, tơi xốp đất đấy, đẹp hết rồi. Các bạn nhớ có những cái hạt lạc này thì bỏ đi nhé, hạt lạc thì bỏ, hạt lạc nhặt bỏ không là cái con đấy nó vào nó ăn đấy, đấy. Đẹp hết rồi. Dập hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ cái đá trong chậu này ra. Đấy, rửa nhẹ hết ra. Đấy nhá, sau một hồi mình nhặt hết đá ra nhá. Nhặt sạch đá ra ra. Đấy, hết rồi nhá. Sạch sẽ. Đấy. Được bao nhiêu đá nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành bốc cái vỏ lạc này vào. Đấy. Vỏ lạc này không được nhiều lắm nhưng mà cũng cũng được các bạn ạ. Cũng rất là tốt cho cây. Tiết kiệm. Tiết kiệm được ít nào hay ít đấy. Đây, các bạn thấy chưa? Cũng không cần trộn vào đất đâu. Để luôn nó ở trên này cũng được các bạn. Đấy. Để lên trên này xong rồi mình sẽ lại xếp đá lên. Xếp đá lên trên. Đấy, cái này nó vừa tơi xốp mà nó vừa giữ ẩm. Rất là tốt cho cây.
Trước khi mình cho đá lên thì mình đây mình có một cái chậu còn một ít đất nữa, đất rất là tơi thì mình cho vào. Chậu cây đấy, cho vào cho nó đỡ phí các bạn. Đấy, đất rất là tơi luôn. Thế lại được đầy chậu. Mấy bữa nữa nó lại lèn xuống rồi các bạn. Đấy, cho nên là không phải lo. Đấy. Thế là được một lớp vỏ lạc rồi các bạn nhá. Lớp vỏ lạc đẹp. Vỏ lạc đẹp trong chậu. Đấy, giờ mình hãy tiến hành bốc đá lên. Lá này đấy. Cho đá này để cho nó sạch sẽ các bạn ạ, lúc tưới cây nó không bị bắn bẩn, không bị bắn bẩn đất, bắn đất ra ngoài. Đá này nó sạch sẽ thì chơi đẹp. Đó. Đây. Cái hoa giấy sáp pháo này tương lai rất là đẹp. Giờ trước mắt thì nó mình đang nuôi thân nuôi tay. Thân nuôi tay cho nó to ra. Hoa đã rất là nhiều rồi. Hoa giấy chơi được mấy tháng liền. Đấy. Đẹp chưa? Vừa làm vừa quay video cho nên là video lắm lúc nó cứ lệch lệch lung tung. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Được một cái chậu. Thế là mình vừa bón phân bằng cái vỏ lạc nhé cho cái chậu cây hoa giấy sáp pháo của mình, tương đối đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đấy. Đây, sau khi mình làm xong thì mình tưới cho nó một chậu nước nhé. Đấy các bạn nhìn này, tưới nước đấy. Tưới nước nó sạch sẽ, nó không bắn đất lung tung, không bắn đất ra ngoài, rất là sạch sẽ luôn, thấy chưa? Cây tuyệt vời luôn, cây hoa giấy tuyệt vời luôn. Xin chào mọi người nhá.